Vâng, đó là cái tiếng siêu trầm của cái Súp B3 2021. Vâng, đã về với chú Minh ạ. Vâng, về chú Minh ở Bến Tre. Vâng, một lần nữa cảm ơn chú Minh nhé. Vâng, thì bên cháu đang test rất là cẩn thận trước khi gửi cho chú đấy ạ. Và bên cháu có tặng kèm dây jack kết nối chú nhé. Và một cái áo mưa chiên khách hàng. Mong chú nhận cái món quà chiên khách hàng nhỏ xinh xinh của Zika luôn là một cái áo mưa ạ. Vâng, thì Súp của chú đang bên cháu đang test rất là cẩn thận đấy ạ. Vâng, Súp đánh hơi rất là mạnh. Vâng, Súp đánh hơi rất là mạnh. Đặc biệt cái Súp B3 2021 này là bát 30 mặt trước, công suất khủng. Đặc biệt là sở hữu từ kép và sở hữu cái nguồn xuyến và 4 sò 2 tụ rất là cao cấp, công suất 500W. Điều đặc biệt mà cái B3 2021 này được thừa hưởng đang dẫn đầu về công nghệ đó là chơi súp hơi và súp điện chú Minh nhá. Vâng, cái bát của chú đang đánh đấy ạ. Và như trái tim luôn ạ, đánh đập rất là mạnh lực. Và đặc biệt cái dòng này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là tốt, hỗ trợ giải siêu trầm cho những đôi loa mà không có giải siêu trầm. Vì thế chúng ta nên khai thác ở một cái quả siêu trầm rời bên ngoài. Đặc biệt là cái dòng này có thể kết nối bằng súp điện này, có thể kết nối được âm ly và kết nối được vang cơ, vang số và đặc biệt là nâng tiếng. Vâng, thì cháu đang lấy tín hiệu từ cái máy nâng tiếng TDM của Tickman CB600, một cái vang KM8MX và một cái để hai kênh JBL PA500. Vâng, thì bên cháu đang đóng hàng như các chú nhá, bên cháu đang đóng hàng vì thế có tiếng băng dính hơi gây khó chịu, vì thế các bác thông cảm nhé, rồi chúng mình thông cảm ạ. Vâng, thì quay trở lại cái súp của chú, súp B3 2021 ạ. Vâng, bên của anh rất là lực, và ví dụ là chú thừa công suất chú có thể chơi hơi, và chú thiếu công suất chú có thể chuyển sang chơi điện, đó là cái tiện ích đa năng mà cái súp B3 2021 mang lại. Vâng, xung quanh được sơn sần màu đen và phía trên đây được làm một cái mặt kính cường lực rất là đẹp sang trọng, có thể in cảnh vật xung quanh rất là hữu tình ạ. Bát của chú đây ạ, 30. Vâng, và đây là những cái súp chống sốc mà bên cháu phải mua rời bên ngoài để đóng ghép vào những cái súp vận chuyển xa chống sốc, vì thế các bác yên tâm nhé, đảm bảo hàng đến tay các bác vẫn còn nguyên vẹn ạ. Vâng, súp B3 2021. Vâng, thì đây là súp của chú đang chơi nhá, bây giờ cháu tắt súp đi ạ. Vâng, đây nhạc không súp chú ạ. Đây, nó không đánh nữa và tiếng siêu trầm đã được ngắt. Nghe nhạc rất là khác chú nhá. Bây giờ cháu bật súp của chú lên. Vâng, đang hết nhạc. Vâng, cháu bật súp của chú lên đấy ạ. Đấy, chú cảm nhận được ngay chú nhá. Rất lực luôn ạ. Nó sẽ tránh, là khi chúng ta có những đôi loa, chúng ta tránh khai thác những cái tính siêu trầm của cái loa, vì thế nó rất là nhanh dão. Vì thế chúng mình đã khai thác ở cái giải cục siêu trầm rời bên ngoài, vì thế những cái đôi loa được bảo vệ rất là tốt. Súp B3 2021 đây chú ạ. Và bên cháu có dán tem công ty JK Audio bảo hành cho chú 1 năm nhé. Vâng, thì chú Minh ạ, hiện tại cái Súp B3 2021 của chú đang hoạt động rất là ổn định chú nhé. Vâng, sau đây cháu xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ. Vâng, sau cùng cháu thay mặt công ty chúc chú Minh và gia đình sức khỏe và chú luôn thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.